Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta làm một video ngắn, chúng ta nói về điệu hát. Thì thời gian qua có rất nhiều bạn là chúng ta hỏi, nhắn tin hỏi mình là làm thế nào để chúng ta điệu được các bài hát mà chúng ta có thể nhanh nhất, cách nhanh nhất mà không mất thời gian. Đây là một câu hỏi rất khó cho các bạn. Bởi vì sao? Học cái gì cũng cần phải có thời gian. Đôi khi chúng ta học đúng, học chuẩn xác, chính xác theo lộ trình hoặc là theo cái hướng mình đi, mình đi đúng hướng ấy, thì nó rất là nhanh. Nhưng mà có nhiều bạn đi sai hướng và chúng ta không tìm ra được cái mấu chốt của cái việc học, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian đấy các bạn, và cảm giác mãi đánh mãi không thấy nó phát triển gì được, không thành công được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để một khía cạnh đấy nhé. Một khía cạnh để chúng ta thành công nhanh hơn trong điệu hát. Ok, đi vào luôn nhé. Thì video trước mình đã nói về cái gì? Về cái nhịp, khi mà bắt được nhịp một bài hát nào đó trong quá trình điệu hát thì các bạn đã đạt được khoảng tầm 5 trên 60% rồi, là cái việc học điệu hát của mình. Bắt được nhịp đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn nghe một bài hát thì chúng ta phải bắt được nhịp, gõ nhịp của nó, gõ nhịp của nó. Ví dụ nhịp của nó là đó, như này đúng không? Các bạn phải gõ được nhịp của nó, hoặc là đó, thì các bạn phải gõ được cái nhịp của nó trước đó. Thì mình tại sao lại phải gõ được nhịp? Bởi vì khi các bạn gõ được nhịp ấy, thì chúng ta cũng biết được cái tay bên này, cái tay phải là chúng ta quạt như thế nào, trên cái đàn quạt như thế nào, đúng không? Tay này quạt như thế nào chứ, đúng không? Khi mà chúng ta không bắt được nhịp thì làm sao chúng ta quạt được nó đúng được, đúng không? Ok, đấy là một cái điều khá là quan trọng trong cái con đường học điệu hát của các bạn. Tiếp theo phần hôm nay, video hôm nay các bạn có thể xem được video trước nhé. Video hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một trong những cái phần khía cạnh khá là quan trọng trong điệu hát để chúng ta thành công sớm hơn. Ok, thứ nhất là gì các bạn? Chúng ta phải bắt được hợp âm nhá. Các bạn phải tập bấm hợp âm, đa dạng các hợp âm. Hợp âm thì đương nhiên là chúng ta muốn một cái bài hát nào đó, các bạn click vào Google nó ra hết các hợp âm, đúng không? Đó. Nhưng mà khi mà các bạn chỉ nhìn vào của người ta, các bạn đánh, các bạn chỉ nhớ lúc đấy thôi. Thay vì các bạn tập như người ta thì các bạn phải tập bấm nhiều các loại hợp âm ở trên đàn vào cho nó đa dạng lên, đúng không? Ví dụ như là đơn giản như cái này thôi, ví dụ như là la, các bạn đánh ở đây, đúng không? Các bạn không muốn đánh nữa, các bạn có thể đánh trên này. Đó, rê các bạn đánh đây, chúng ta cũng đánh khác đi, đánh như đó, mi này, không muốn đánh nữa đánh như này. Như thế các bạn làm như vậy, vị trí bấm các hợp âm trên vị trí khác nhau trên đàn nó đã cho các bạn một cái đa dạng về cái điệu hát của mình rồi, đúng không? Thứ hai nữa là tập các hợp âm nâng cao lên, đúng không? Ví dụ như là đơn giản như là đô này, các bạn bấm cái này, đúng không? Chúng ta không bấm đô này nữa mà chúng ta đúng bấm đô major 7. Đó, pha cũng thế, F này, có thể chặn như này, đúng không? Cũng được, hoặc là chúng ta bấm như này, thì chúng ta bấm bằng pha major 7, đó, hoặc là, đó, thấy chưa? Bấm theo nhiều kiểu khác nhau chứ, chúng ta đừng bấm theo một kiểu, học nâng cao dần lên, đó, đấy là về hợp âm nhá, xong nhá. Tiếp theo, cái việc này tương đối quan trọng khi mà các bạn vào điệu một bài hát, các bạn muốn chọn một bài hát. Bây giờ các bạn phải xác định cho mình là các bạn muốn chơi theo của người ta, chơi theo hợp âm chuẩn. Các bạn dở lúc nào điệu hát cũng phải dở cái bài hát, dở cái iPad ra để nhìn trước mặt để điệu, hay là các bạn thích kiểu như là chúng ta nghe người ta hát bất kỳ bài nào chúng ta điệu theo được, bạn muốn kiểu nào đó. Cái hướng của mình luôn luôn là hướng tới là cái kiểu mà mình nghe và điệu luôn đó. Mặc dù lúc đầu nó chưa chính xác 100%, nhưng sau đó nó dần dần nó sẽ chuẩn xác. Đó, đến bây giờ mình đã điệu chuẩn xác được rồi. Nó chỉ sai rất ít, đó, sai rất là nhỏ. Cái tỷ lệ sai nó rất là ít các bạn. Đó, yeah. Ok, vậy làm sao để làm như vậy thì mình sẽ chia sẻ luôn cái chuỗi video này. Thì chắc các bạn đi vào một bài hát thì các bạn đừng vội dở ra để tìm hợp âm ngay lập tức.
đừng làm cái việc đó, mà các bạn cứ nghe cái bài đấy đi. Các bạn nghe bài đó, bước thứ nhất mình nói rồi đúng không, chúng ta nghe bài đó bắt được nhịp của nó, không biết là gõ được nhịp của nó thì có nhịp này. Cách bắt nhịp dễ nhất này mà, thứ nhất là gì, các bạn tìm những cái đoạn nào mà nó có trống rõ ràng hơn ấy, có nhịp nó rõ ràng hơn. Có một số bài nó không có nhịp rõ ràng, nó chưa có nhịp rõ ràng, câu đầu tiên vào hát, vào đệm hát thì nó sẽ không có nhịp rõ ràng. Thế nên là các bạn tìm những cái đoạn nào mà nó có nhịp rõ ràng nhất để chúng ta đệm, bởi vì cái bài hát nó, nhịp nó chỉ một cái nhịp đấy thôi, nó chỉ lặp đi lặp lại thôi đó. À, thứ hai nữa là gì, chúng ta tìm xem cái bài đó nó có thay đổi gì không, cái vòng hợp âm của nó ấy các bạn. Vòng hợp âm của nó, ví dụ như nó chỉ là la phà đô sọt, nó chỉ như thế thôi cả bài thôi, hay là nó có thay đổi đó. Bởi vì sao, người viết nhạc ấy, bao giờ người ta cũng hay là đoạn một đoạn nhẹ nhàng là hòa thanh hợp âm là một kiểu, một cái vòng riêng, xong đến đoạn cao trào của nó lại cho một vòng riêng. Các bạn phát hiện ra được việc đó, okay, để chúng ta đệm. Ok, thì đôi khi có một số bài nó có những đoạn pre-chorus của nó có nghĩa là cái đoạn phát triển của nó ấy, nó sẽ thêm một cái đoạn khác, thêm một cái đoạn nữa và sau cái đoạn điệp khúc, đoạn 3 của nó ấy. Đó, các bạn tìm được phân tích một cái bài hát là bằng cách là như vậy. Chúng ta phân tích, chúng ta nghe mặc dù chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta chưa bao giờ được học nhạc đúng không? Mà chúng ta nghe, chúng ta biết mà, nghe phải nghe các bạn nhé, lúc đầu không ai làm được đâu, nhưng mà chúng ta nghe và cảm nhận nó, nghe xem à cái bài nó, cái đoạn này nó như thế này, sau tự nhiên nó tại sao đoạn một nó đang nhẹ nhàng, cái này đoạn hai nó lại có trống, nó cao trào dồn dập hơn, và giọng hát của ca sĩ nó dồn dập, nó cao trào, nó đẩy phần cao, giai điệu nó cao hơn, thì đó là cao trào của nó đúng không. Chúng ta cứ phân biệt đơn giản như thế thôi. Ok, đó một điều nữa cũng tương đối quan trọng trong quá trình các bạn để hát. Các bạn hãy tưởng tượng mình là một tờ giấy trắng chưa biết gì, vào nhảy một bài hát mới hoàn toàn các bạn sẽ làm đúng không. Thì ngoài hợp âm này, ngoài bắt được nhịp của nó này, ngoài phân tích được các cái cao trào ở trong bài rồi này, thì các bạn cần có phải có cái này nữa. À, đó là gì? Đó là bắt được tông của bài đó. Bắt được tông các bạn. Bắt được tông là nó một cái gì đó rất là quan trọng đấy các bạn nhé. Và nó còn, thậm chí nó còn phải cần sử dụng cái kiến thức nhạc lý nữa cơ các bạn. Sử dụng kiến thức nhạc lý nữa cơ. Đó, nó rất là khó nha các bạn nha. Thì ok, đôi khi các bạn nam hoặc bạn nữ, ví dụ các bạn nữ đi, các bạn rất thích một cái bài hát, nhưng cái bài hát đó người ta đang cho tông nam hát, thì bây giờ làm nào để chúng ta chuyển về các tông nữ mình hát được. Ok, bây giờ như này nhá, một là gì, các bạn để bắt được tông của một bài hát, các bạn muốn chuyển thành tông mình thì các bạn có thể hát cái câu hát đấy lên đó, hát câu hát đấy lên để các bạn làm sao phù hợp hát cái câu cao nhất của cái bài đó và câu thấp nhất của bài đó, có nghe đoạn cao trào cao nhất của nó và câu thấp nhất, thì để xem các bạn phù hợp với cái quãng giọng của mình không. Thì sau đó các bạn tìm được, ví dụ như là mình hát một câu bài này đúng không, thì mình lấy bắt cái giọng của mình chưa đánh đàn nhá, đánh cái câu một cái câu gì nhỉ, một cái bài hát đơn giản cái gì nhỉ? Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì, anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì, anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn. Câu đấy đúng không? Thì bây giờ mình bắt nhá, bắt lên mình tìm hợp âm trên đàn nhá, bắt tông của nó trước. Anh nhớ ra rằng mình biết, và mình tìm bằng cách là mình dùng cái âm bát này, âm ba cái dây, hai cái dây to thôi. Ví dụ mình dùng hai dây to thôi. Anh nhớ ra rằng mình biết anh này. Đấy, anh nhớ ra rằng mình đó, nó chính là đến nốt này. Chỗ này là nốt gì các bạn? Nốt son, đó chính là hợp âm son. Bấm hợp âm son vào, bấm G vào. Đó. Anh nhớ ra rằng mình biết. Bắt đầu ra ghép rồi. Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em
là đường. Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết đó. Thế thôi. Vậy bài này chính là ở tông son trưởng đối với giọng của mình, tông son trưởng đó. Còn đối với các bạn như thế nào, các bạn nữ thì tông khác thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều, hoặc là thậm chí nó thấp xuống để phù hợp với giọng của tông của nữ đó. Chúng ta mình tìm bằng cách mà bác, ví dụ mình lấy một tông khác nhá, ví dụ như cũng bài này nhá, ví dụ mình cũng lấy câu này, mình lấy tông khác. Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn. Anh nhớ ra rằng mình biết anh nhớ, anh nhớ. Thì các bạn lấy cái tông nào, tìm nốt này. Không được này. Anh nhớ ra rằng mình biết. Nốt này hợp lý này. Anh nhớ ra, các bạn nghe này, cái chỗ khác không hợp lý. Anh nhớ ra rằng mình biết. Mình ngược đúng không? Anh nhớ ra rằng mình biết. Không được đúng không? Này, nó là la này, hợp lý chưa? Các bạn nghe nhá, đây là nó la đúng không? Thì chúng ta có thể thêm hợp âm A vào. A vào. Vì đây là tông trưởng thì sẽ phải la trưởng, không phải la thứ được nhá. Đó. Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn. Đôi tay chạm vào đôi mắt, đôi môi ngày nào. Chưa các bạn, đấy cách lấy tông là như vậy đấy. Mình hay lấy như vậy. À, những người mà biết chơi đàn, người ta được học cơ bản ấy, hoặc là những cao thủ guitar, nó gọi cho vui đi, thì người ta nghe bất kỳ bài nào không đến 30 giây người ta có thể bắt được tông của bài đó các bạn, bằng những cách mà mình vừa làm đấy. Nó tìm, người ta nghe, à, người ta bảo à, ca sĩ người ta nghe cái người hát hát đúng một câu lên. Anh nhớ ra rằng mình biết, là tìm luôn nốt, nó tìm được nốt rồi, đây la trưởng, hoặc là đây. Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì. Người ta bắt được ngay tông, đây là cách bắt tông. Chúng ta phải tìm bắt tông. Đương nhiên là được học nhạc lý cơ bản thì các bạn sẽ làm cái việc này nó dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà chúng ta là những người chúng ta không có thời gian học thì chúng ta phải từ từ, và chúng ta cố gắng tìm bằng được tông của mình ở trên này nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ có những series khác về phía sau nữa, những cái khó hơn, phức tạp hơn một chút nữa. Đấy, các bạn hãy đón xem nhé, bằng cách đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.